Sinh ta bông. Ai sợi. Ta về. Hay các bà già quanh quanh xóm. Ta về. Ok hello chào bạn. Ok hello chào các bạn, vị tên là Ok hello chào các bạn, chào các bạn. Alleluia. Chào mừng các bạn quay trở lại trên channel Đông Mà Nổi Vlog của Sống Châu Phi. Như vừa đây anh em mình mới ở ngoài chỗ lông trại ngô. Hôm qua bị mưa đá này, mưa đá phá nát hết nào lông trại ngô đó các bạn. Thì anh em mình cùng bác trưởng bản cũng như mấy các anh tổ trưởng tổ nhóm này vừa mới ở ngoài đó về đây, thì anh em mình đang hôm nay đã mua đồ ăn lương thực vào, cũng hôm nay là ngày chủ nhật như vì để gấp rút hoàn thành công trình để cho mọi người đón ngày Noel đầu tiên trên chỗ trên ngôi nhà thờ mới. Thì anh em mình ngày chủ nhật cũng mua sơn vào cũng như mua đồ ăn vào, và cũng như nói các bác thợ là dọn dẹp còn những cái gì để làm nốt cho nó hoàn thành sớm nhất có thể, cũng như để sơn luôn cho xong. À sô bà, ao đợi tới ra tin ta. Ok. Để sao ao là mới ta tin ta ấy cả ta. Ok. Đúng em mết ao là tay mút từ su và. À. Ao là tay su và nô tay su và nô xây. Nói. Ao là tay sơn ấy mới ta sơn. Ê isu mày. Ta bị. Ao từ môn e vai tia là cô mới đá để ra cô nha. Ta bị. Ao từ môn e. Và tu nên là cô tin ta tu. Tu cái gì làm nên bây giờ tu nào ấy. Chỉ phi nô. Chỉ phi nô. Tia là phu bà vai cô đi nha. Xây. 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 Aki ao từ vai tia là bê xì. À tia là frango. Aki tôm mà thì. Đây là đùi gà, hai thùng đùi gà, rồi là cà chua, mới là đồ ăn để mọi người nấu, dầu ăn nữa. Bây giờ tất cả những người dân những ngày chủ nhật, ô từ đùi vai tia đã tin đã. Người dân ngày chủ nhật mọi người lễ nhà thờ như hiện tại. Tia đã tin ta. Nhà thờ cũ này cũng để mọi người để đồ hết rồi, để đồ hết cũng như. À, để quan tử để gấp rút hoàn thành cho mọi người lễ ở nhà ngôi nhà thờ mới, mọi người lễ ngôi nhà thờ mới đấy các bạn, tập trung hết ở đây. À, đây là gì? Đây là pho à? Tin là đây là gì nhá? Bữa nay kia là phi cá gì thì bơi? Món đa này. Anh em bạn đúng nói nè. Cũng mà run được. Có tên mừng em. À chị à. Hai anh ở bên bản bên trong kia. Dỗ luôn các anh ở đây tí. Ở đây ăn cơm mọi người nấu ăn. Đen đồ ra. Dari kumni nya mo mo uya. Ha? Mo ko sa yalo. Aki de de la. Aki mo se va batte bo kadu. Batte batte de bo meta masa simen. Batte batte. Tira mate nu. Va batte batte bo kadu. Komu ko ja. De bo meta masa. Ở bên trong gọn gàng hết rồi. Ba thợ đang chít chát hết rồi. Chỗ nào khô thì anh em mình sẽ sơn. Chỗ nào chưa khô thì đấy lại. Áp đi tu đủ ra nên là ấu chi luôn. Nó sẽ phải có nhà sao? Thật khô mới sơn. Nên những chỗ chân tường này, những chỗ chân tường này nó vẫn bị ẩm ướt đấy, nên là chưa sơn được. Để cho mọi người để chờ một hai hôm nữa cho nó khô. Đây các bác thợ đang chít hết. Mình muốn là cho nó kín hết, không để cho cái gió nó vào đây. Mình sợ gió nó vào nó ảnh hưởng sau nó tông cái tôn rất là xử lý rất là khó vì cái mái rất là cao, cũng như mình muốn làm đảm bảo cho người dân nên hở một chút cũng chít luôn cho đẹp luôn. Phải xả bay ấy. Phải xả bay. Cái cửa này mình cũng đang nhờ cái em ở huyện ở chỗ anh em mình ở thì không có cái meca, đang nhờ em anh cắt meca mình ốp vào đây, không mưa nó hát vào trong đấy. Mà ở đây không có năng nhà em toàn trên đây. Mua trên thành phố. À. An à. Xin, nhưng mà bênh đủ. Sơn xong hết mình với anh em mình chít xi măng trắng. Chít xi măng trắng. Dọn dẹp là xong, chít xi măng trắng là xong luôn. Xin sạch rồi. Ê nè à mày. Cứ bố gì? Nhìn bà tu đủ. Thì bố biết ta tin bà. Hả? Ta bây. Nhìn bà. À, mọi người đi nâu những cái bẩn. Đây là ngô đây. Vừa nó ở ngoài lông trại về. Đây. Ở trong bán đây. Ở đầu đường kia nhiều. Đường này đổ dạt hết xuống. Đấy, ngô của người dân bán này. Một thảm luôn. Nó nằm bệt xuống hết này. Gió này. Hôm qua mưa mới đá mới gió này. Gãy gập hết này. Gập hết xuống này.
ông bia ấy mắc gì quả pháo nữa mà mặc dù mọi người đã vun núi lên cao hết rồi mà gió nó mạnh đến nỗi nó gập hết cái ngô xuống mà nó mọi người đi dựng hết lại lên tất cả nằm thảm hết một đứng dài ấy. Io ti dico tu cosa tu mi ho cosa tu. Odru aqui. Azum ma turu. Tu sai che non dati. La tatti. Vai muni tu. Ma va tu via ve c'è mo c'ho. Ho venda tu venda. Tu che fatta mo ci mue. Ho io manda va cariango me nise. Acca. Ah, de cari mo. Ah. Poi me a oi. Tipo o capango. Quindi ma vai duro. La continuo io poco, poi tu alla. Ora tu alla. Lo sai. Ah. Đùi gà mọi người đang bỏ ra làm đùi gà để nấu ăn đấy. Cốt tà. Sì, sì. Hả? Ba bây. Để mọi người nấu ăn. Được một khoảng gần. Deixa eu ver se é janela. Vamos, deixa ainda a janela. Aí dentro. Deixa aí. Cunha dele.
Sơn từ ngày xưa, sơn nhà cắt nhà này, xong là sơn nhà văn hóa ở Đô Văn Đà này, sơn nhà thờ Đô Văn Đà, sơn nhà cô giáo này, sơn cái nhà hoang này, năm công trình ở Đô Văn Đà. Aqui station é muito meta tinda muito bem. Sim. Ele chegou bem. É ver. Ele já chegou. Sim. Sim. Tá bem. Tá bem. Ê, mới sơn một nước mà trắng lắm này. Cái này chắc phải sơn 2-3 nước. Mình đang cân nhắc, mình cũng mua sơn xanh rồi. Để mình định tính là mình sơn ngoài là sơn xanh hay là sơn trắng gì đó. Nào, aqui, dessa, de boi. Ê, này, ai là nó sẽ có bệnh. Aqui, dessa, sô. Aqui, dessa. Ừ, dessa, sô, de boi. À, để xem đội hậu cần nấu ăn thế nào. Ê, comida, tá pronto. Sim. Tá pronto? Sim. Tá pronto, tira tudo. Tira tudo, barato. Beste, fuba. Phu bà công phá răng không? Ui xời. Đây, gà đây. Thịt đây, thịt gà đây ngon không? Ui xời, gà kho gà chua. Ui xời, tắc cùi à? Tu lo avo, ta ra bà ra tuổi gì? Ây, tay mua được phu bà. Ây, xô bà, tay mua được phu bà. Ây, kênh ca đá gì, bà rô xê mù, ơ, chăm à gì, vai con. Chăm à gì, vai gì, cô mẹ dùn đủ. Ai quanh quẩn ở đây gọi mọi người đến ăn nhé. Ê kia giả vai sâu. Đứng ở kia thì sợ. Chắc là sợ không làm mà không dám đến ăn. Vai mấy kì. Nhiều lắm, này cả kéo cả 100 người ăn. Nhiều lắm, 3-4 thau rồi. Ai tiết à. Ô dù ba xiên. Ai tay. Ui giời, nhiều thế này mà. Thầy. Chăm à kia ăn xà. Thầy. À vô, với cả kì để bố cô mê. À, tudo meta de. Vai na mão, vai comer. Come na tábua rondo. Ôi, ngày Chủ nhật mà. Những ngày bình thường thì không có thời gian. Những ngày Chủ nhật cũng mua rất là nhiều bột ngô vào. Mới là đùi gà đấy. Thì mọi người nấu rồi thì ai quanh quẩn ở đây thì đến ăn thôi. Chứ cả bán thì không chắc là không đủ mà mọi người ở xa nhau hết. Đấy. Tiếp theo để ba gà xì. Cây như xe gà kia tách bà ra tù á. Đấy, để mọi người nghỉ đi, nghỉ ăn trưa đó. Ngày Chủ nhật thường người dân là họ không làm việc đấy các bạn. Đấy, nên là mọi người đều ở nhà cả. Ui giời. Vậy tiết là bà ra tù. Vậy gì? Kia ăn xả. Xì. Cây kia được vay có mẹ vay gì? Kia ăn xả. Lên vào bà ra tù. Ông bây giờ ông bà ra tù. À, thì rất là nhiều, mọi người nấu nhiều lắm. Để ai quanh quẩn ở đây cũng như các bác thợ. Mọi người ăn uống cho vui. Mọi người nấu rất là nhiều. Mình cũng các bạn mua mình nghĩ ngày Chủ nhật đây. Sáng ngày sợ mọi người tập trung ở đây đông đấy. Nên là mua nhiều vào đó. Nên mà một số người thì họ thấy kiểu họ không làm đây. Nó không dám đến. Nên mình về anh em mình phải gọi đấy. Ê vai gì? Tiếng là barato, vai gì? Lên vào barato. Vai aqui, leva barato. Đấy, các em nhỏ nào gọi lấy về lấy đĩa là chạy về phi có kể. Ui giời. Show me show un barato.
Nói chung là mỗi hôm nay là nhiều người nhất nên là cũng anh em mình cũng không có cái bàn hay cái gì để mọi người để đây không có ai rồi. Tí người lấy thôi. Không sao cả, mỗi người một đĩa. Công việc rất là bận nên không chuẩn bị bàn cũng sắp xếp được, đông người nó không biết là bao nhiêu người. Đây. Mới đã momenta mày. Ai đã momenta? Xin ta bầu. Ai xời. Ta về. Hay các bà già quanh xóm. Ta về. Đấy, các em nhỏ là về lấy đĩa, cầm đĩa chạy đến đi. Ui xời. Vai, ta đi vào đá tù đi. Vai, đá vào đá tù. Vai, ta đi đi. Vai này đá tiền. Vai, vô cả vào đá tù. Đá bà gà. Vai tiền đó. Vai tiền đó. Ai xời. Tiền đó, vào đá tù cây. Vai đi. Vai cô mẹ. Tiền đó vào đá tù. Hả? Vai tira barato. Como barato? Onde? Sugunta mai, colinha. Mai. Sim. Tá bem. Sim. Tá bem. Ah, na criança. Mai. Me dá criança. Aqui. Leva. Vai. Cai, aqui barato, cai. Barato aqui, cai. Outro. Tá bem. Aqui vai ter ação. Aí, các em là vẫn còn nhiều lắm, nhiều đùi gà mới là bột ngô lắm. Ấy ui giời, đôi bạn. Số ông barato. Chết tôi không nhỉ. Ấy ra Agabo phá đăng của. À, một bên là mấy phá đăng của. Đôi. Sì. Ôi trời. Ôi đôi bạn này ngồi đây. Ôi trời. Taki. Hả? À? Ngon không? Cui à? Cui à? Ấy không biết là bố mẹ đâu. Ôi trời, cui à? Chấp đẹp à? Hả? Chấp đẹp à? Ôi trời. Mỗi ông một đĩa. Đây. Ta cui à? Cui à mui được á? Xời. Có mẹ vô? Cui à nào? Mỗi người một đĩa. Ta bầy, nó tên đồ nèm rồi. Người đây này. Ui xài con gái, ui xài cất để dành. Yeah. Vẫn còn các em nhỏ là mỗi em nào có đĩa đến là có hết. Đây, các bác thợ thì ngồi đây. Aki, kênh nó tên con nè. Ui xài. Xe mình thì không có gì không có. Thì đĩa. Aki, có mẹ con mẹ, nó okay. Con mẹ màu. Ở đây. Tình đôi. Ok. Kênh nó tên con nè. Eu não tenho. Vai bogar com ele. Aí. Quên mất. Dắt đấy. Ai cứ ăn bốc. Ai. Tá bom. Cân cái đồ cô đi. Cân. Tên cô này ai. Cân cái đồ bốc cô này. Tá bem. Bên đây bác gà, ăn bốc chán chê rồi, giờ bác thìa ra. Ăn nào mày bốc gà mày. Hả? Các em nhỏ nè. Ăn chán chê rồi, ngồi bốc rồi. Đưa thìa ra. Đây. Cui à mui nữa. Đấy. Dạ. Chắc bè ba. Đây. Của em ca da men đây. Đi về ca vi. Của em ra Cajamen thì anh em mình để phần em lên đây rồi. Thì ok nha các bạn, hôm nay vì ngày nghỉ đấy, ngày chủ nhật nên anh em mình cũng để kịp tiến độ công trình nhà thờ để gửi tặng
người dân thay mặt Mạnh Thường Quân Việt Nam gửi tặng người dân ngôi nhà mới vào đúng dịp Noel. Thì hôm nay ngày Chủ nhật anh em mình cũng đưa Sơn đến cùng như tất cả mọi người tập trung đến người dân, nói chung là cùng người dân cùng các bác thợ là tập trung mọi người đến Sơn hết đấy các bạn. Thì mình cũng mua đồ ăn, rất là nhiều đồ ăn đến để mọi người nấu ăn tập trung, ai đến làm thì ăn, mà ai gọi quanh của nơi anh em mình gọi đến mọi người đến ăn cho vui đấy. Thì những ngày bình thường anh em mình rất là nhiều công việc rất là bận, cũng không đến cùng mọi người nấu ăn cùng mọi người được, nên chỉ có những ngày Chủ nhật như này thì một số người các bác thợ ở Sơn, còn một số người thì dọn dẹp cũng như mọi người quanh quẩn đây đây các bạn, thì để mọi người đến ăn uống cùng như làm việc tí này bắt đầu tiếp tục sơn cho kịp tiến độ các bạn. Để chỗ nào nói chung là kịp tiến độ, như chỗ nào tường khô thì anh em mình mới sơn, còn những chỗ nào mà tường ở mướt thì anh em mình sẽ vẫn để lại đó, không mà sao sơn hôm sau nó mốc nó nhăn ra các bạn. Thì bây giờ mọi người để mọi người nghỉ ăn trưa rồi, nấu ăn rất là nhiều, tất cả người lớn đến các trẻ em ngồi quây quần ăn trưa ở quanh ở đây nhé các bạn. Thì bây giờ anh em mình cũng để mọi người nghỉ ăn trưa cũng tí cùng các bác thợ tiếp tục này, để các bác thợ sơn chút nữa, lúc nữa rồi mọi người nghỉ thôi. Cái trời cũng như kiểu muốn mưa đấy các bạn. Thì video này anh em xin phép dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho anh em xin một like, một chia sẻ với kênh Đông Bắc Lộ Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực dành cho hay, có giúp đỡ nhiều người khó thì núi Châu Phi nha bạn. Chào các bạn. Tôi phải là chào các bạn. Chào các bạn. Ê. Mang gài. Ui giời. Cá cùi à? Xoài trong bán nhiều lắm, rụng hết ở dưới này. Hôm qua mưa nhá là rụng hết. Ăn như khoai sống. Không chua mấy. Su vào cái bát sao vô đảo này. À sí. Ainda. Hoje não vai cair. Hả? À, ainda vai passar um pouco, vai cair amanhã, mas hoje não. Cái yêu ao rồi à? Tất cả đang sợ trời mưa các bạn. Đang sợ trời mưa đấy. Nắng cho hai hôm này đẹp. Anh em mình chỉ sợ trời mưa thôi.